Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình làm tại nha khoa An Tâm. Khi mà mình làm tại nha khoa An Tâm thì bác sĩ làm rất là tận tình, và trong khi làm thì không có bị đau, cảm giác không bị đau và không bị buốt. Cái hàm răng cũ của bạn thì bị sao vậy? Hàm răng cũ của mình thì bị thưa và hơi bị vàng. Vậy tại sao bạn biết tới nha khoa An Tâm? Mình biết tới nha khoa An Tâm là mình chơi Facebook thường xuyên, mình online thường xuyên, nên là mình lướt lướt mình thấy vô inbox. Và nhân viên thì tư vấn rất là nhiệt tình và rất là dễ thương. Bạn làm răng từ ngày mấy ngày có răng rồi? Mình làm ngày lúc ngày 29 tháng 4. 29 này là mùng 3, rất là nhanh đúng không ạ? Dạ. Có cái màu sắc răng là bữa bạn tự chọn đúng không? Dạ đúng rồi. Em tự chọn. Nói chung là bạn thấy hài lòng với cái màu sắc này chưa? Dạ, rất là hài lòng. Hồi nãy thì bác sĩ còn có thử cho mình trước khi gắn đúng không? Trước khi gắn thử thử rồi. Bác sĩ rất là tận tình và em thấy